Và các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn quý vị chế biến món cỏ mực ha. Thì đầu tiên mình sẽ chuẩn bị 1 phút cá. Sắc hành nha. Rồi mình sẽ sắc hành phải không? Tại vì mình ăn cỏ mực không á, nó ngán. Mình thêm tí cá, tí gia vị thì nó sẽ dễ ăn hơn, giống như món rau vậy đó. Rồi, cá tươi ha, hành, tiêu, tí xíu muối tiêu hả? Muối tiêu đi, cho nó dễ ăn. Muối tiêu nữa. Rồi để vô. Rồi, mình sẽ bỏ vào mình hấp. Hấp cách thủy nè quý vị. Đó, nước sôi. Rồi mình để cái dĩa cách khỏi mặt nước để cho nó hấp chín, mình không có lột ha. Nắp lại. Rồi, để nắp lại, chờ cá chín rồi mình sẽ tiếp tục bỏ rau vào. Đi. Rau mình rửa rau nè. Rửa lại tại hôm qua mình đã bỏ vào tủ lạnh rồi, mình rửa. Bây giờ mình rửa cho nó sạch. Và bây giờ mình sẽ để ráo nước đi rồi chờ cá chín. Quý vị thấy không? Nếu mà mình lấy cá lóc, cá rô, cá gì cũng được. Tại vì nó không phải là cá cho bệnh mà là cá cho dễ ăn thôi. Đó, mình làm như vậy thì nó cái rau nó có thịt cá nó sẽ ngọt hơn. Mình thêm tí hành, tiêu, muối tiêu nó mặn mặn ha, có vị hành nó cứ mùi nó thơm hơn. Rồi quý vị thấy nè, có mực như mình hôm qua mình ăn thử đó mà nó chỉ hơi hôi hôi giống như mùi cỏ thôi, chứ nó không có đắng, không có gì hết. Chút xíu nữa khi mà cỏ mực nó chín á, mình sẽ ăn thử cho quý vị xem. Nhưng mà quý vị nhớ là chờ cá chín đã nha, rồi hãy cho rau vào, chứ mình cho rau vào trước là nó rục thì không có còn tốt nữa. Ăn hai cử sáng chiều, quý vị chỉ cần ăn trong vòng 3 tháng thôi thì những người bị suy thận mãn á sẽ hết thiệt. À, những người mới bị ha, còn những người mà bị nặng hơn á, thì mình chưa thấy trường hợp nào thử á, nên mình chưa có kết quả để cho quý vị xem. Còn về cái thông số, cái số mà đo của người bị suy thận mãn á, hôm qua mình cũng có hướng dẫn cho quý vị á, quý vị có thể xem lại. Tức là cái mức cỡ bao nhiêu là mình ăn hết. Giống như hôm qua là từ 0.7 cho đến 1.5 là của người bình thường đó, mà ba mình tới 2.4 và cao gần như gấp đôi cái số mà quy định đó thì ăn cũng hết. Rồi những người kia thì cao hơn ngoài cái ngưỡng đó thì ăn cũng hết ha, thì trong vòng 3 tháng thôi. Thấy nhanh không đó, cá chín này nãy giờ nói chuyện xong là cá chín luôn, tầm khoảng 5-7 phút rồi đó. Hành nó bị quéo lại rồi đó, miếng muối nó cũng thấm vào cá rồi, bây giờ đó bỏ ra vào hơn. Thấy là cách thủy là vậy nè, là cách dưới mặt nước, không có đem luộc. Rồi đây rồi, chờ luôn xem nè ha. Mình nhìn bên ngoài mình thấy nè đó, để cho quý vị thấy rất là chi tiết đó. Như này là quá rõ ràng rồi, đâu có gì mà khó chế biến hơn. Mình quay hơi dài chút xíu nhưng mà sẽ giúp cho quý vị sẽ thấy được nó rõ ràng hơn. Nhiều khi mình ở xa mình chỉ nghe hoặc mình nói sơ sơ thì mình còn thắc mắc. Bây giờ Sơn sẽ quay trực tiếp luôn, quay từ lúc mà bỏ cá lên, chờ nước sôi luôn ha, rồi cho rau vào và chờ chín. Đó, cỏ nó xịu xuống lần lần rồi đó, quý vị thấy không? Chưa? Mà ra coi thử nha. Chưa rồi, chưa thêm tí nữa. Chín rồi, chín rồi. Đó, nó còn bao nhiêu đây nè. Rồi, quý vị thấy nãy mình bỏ vào một nắm, giờ nó còn đây nè, khoảng 2-3 đũa thôi. Cái 2-3 đũa rau luộc mình ăn. Chín rồi đó. Đó, quý vị thấy xèo xuống như là chín rồi. Tắt lửa. Đóng lên chung. Rồi, giờ là chờ nguội. Lấy ra ăn thôi. Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Nè, món cỏ mực ở nhà mình mới hấp xong nè. Rồi mình sẽ ăn thử để coi mùi vị nó như thế nào, để coi quý vị biết được cái
cái mùi vị nó có lạ hay không ha, mình sẽ nói cho quý vị hình dung. Nó cũng không đắng nè, nó cũng giống như rau bình thường, nó hơi nhẫn nhẫn tí xíu thôi chứ nó không có đắng, mà nó cũng không có chua không cay gì đâu, nó cũng dễ ăn. Nó như vậy có cái mùi, nghe cái mùi cỏ giống mùi thuốc nam thôi. Trời, mình trả lại cho ba mình đây.